Tử vi tuổi Giáp Ngọ 1954, 6 tháng cuối năm 2021. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, dân gian xưa có câu, đời là vô thường, thế sự khó lường. Quả thực trong kiếp con người sẽ chẳng có ai đoán được ngày mai sẽ xảy ra điều gì. Cuộc sống và vạn vật xoay quanh chúng ta từng giờ, từng phút luôn biến đổi theo không gian và thời gian. Không có bất kỳ một sự vật, hiện tượng nào là tồn tại vĩnh viễn. Đó chính là vô thường. Ngày hôm nay, cuộc sống của chúng ta có thể đang vui vẻ, hạnh phúc, tiền bạc đủ đầy, nhưng ngày mai cũng có kẻ mất trắng bởi một tai ương nào đó xảy đến. Cuộc sống này luôn đem đến cho chúng ta nhiều điều bất ngờ và không có gì là không thể xảy ra. Theo các chuyên gia tử vi thì việc dựa vào mệnh số con giáp và ngày tháng năm sinh cùng với sự xem xét dịch chuyển của các sao chiếu mệnh thì ta có thể nắm rõ được vận trình của con giáp đó trong tương lai. Tử vi học còn nói rằng ông bà tuổi Giáp Ngọ vừa thoát khỏi xung thái tuế của năm 2020 thì bước sang năm 2021 Tân Sửu lại gặp phải hại thái tuế. Vậy có những khó khăn gì đang chờ đợi ông bà tuổi Giáp Ngọ trong 6 tháng cuối năm 2021? Liệu khó khăn chồng chất như vậy, ông bà sẽ phải làm như thế nào? Ông bà có gặp được quý nhân nào hay không? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay để có thể nắm rõ được vận trình công danh, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên và sức khỏe của ông bà tuổi Giáp Ngọ. Đặc biệt, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Sau đây là phần tổng quan tử vi của ông bà tuổi Giáp Ngọ sinh năm 1954 trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu. Theo tử vi nửa cuối năm 2021 cho thấy, ông bà tuổi Giáp Ngọ bước sang năm Tân Sửu gặp phải cục diện hạn thái tuế. Nhìn chung vận trình gặp không ít bất lợi, nhất là về tài chính. Trong thời gian này, ông bà nên làm việc theo kế hoạch, tránh tình trạng tùy hứng hoặc ham vui khiến chi vượt thu, tài sản hao tổn, gây ảnh hưởng xấu tới tâm lý và sức khỏe. Với những ai còn đi làm, năng lực vững chắc vẫn giúp ông bà gặt hái được thành quả nhất định. Ông bà vẫn có thể chủ động về tài chính, ít phải dựa dẫm vào con cái. Ngoài ra, người xưa thường có câu thái tuế đương đầu họa, vô hỷ ắt hữu họa, có nghĩa là với mỗi năm khi thái tuế đến thì ắt sẽ có việc đến theo. Thái tuế đến đâu thì phương đó nghi tĩnh, bất nghi động, cho nên ông bà sẽ hung họa khôn lường. Vậy nên để hóa giải, ông bà hãy mang bên mình một thẻ kim bài thái tuế. Kim bài thái tuế có hai mặt, mặt trước in hình hai vị thần cai quản và niên hiệu của năm đó. Mặt sau có in lệnh phù thái tuế của năm kèm theo những tuổi bị phạm thái tuế. Kim bài sẽ nghênh đón quý thần, hóa giải vận hạn, hung tinh. Từ đó ông bà có thể gặp được nhiều may mắn và thuận lợi phát triển trong năm 2021. Quý vị thân mến, phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong thủy Gia Cát xin chia sẻ chi tiết vận trình của ông bà tuổi Giáp Ngọ trong 6 tháng cuối năm 2021 qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận. Tử vi tuổi Giáp Ngọ năm 2021 cho thấy, nếu vẫn đi làm, ông bà sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong công việc, đòi hỏi phải tốn hao nhiều công sức hơn mà thành quả thu về chưa chắc đã đúng theo mong muốn. Hung vận thời gian này cũng khá lớn, ông bà sẽ dễ dính vào họa thị phi tranh cãi, vừa ảnh hưởng công việc, vừa khiến uy tín bị giảm sút. Nguyên do chủ yếu đến từ tính cách của ông bà khó kiểm soát cảm xúc cá nhân, sẽ nóng vội, phát ngôn có phần phóng khoáng, khiến kẻ tiểu nhân nóng mắt, tìm cách quấy phá và hãm hại. Tuy nhiên, trong cái hại lại có cái may,
khó khăn hiện tại đồng thời lại thúc đẩy ông bà nỗ lực hơn nữa, vận dụng linh hoạt hơn năng lực sẵn có của mình để xoay chuyển tình thế. Nhờ vậy mà thành tích đạt được tốt hơn, hiệu quả công việc được nâng cao không nhỏ. Để có thể hóa giải được vận hạn, ông bà tuổi Giáp Ngọ hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân Sần, Ngọ, Tuất. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp ông bà đạt thông năng lượng ngưng tụ thiên, địa, nhân, giúp hóa giải thị phi, xua đuổi tiểu nhân quấy phá vào hung tinh trong năm. Từ đó mang lại cát lành, tài lộc và thuận lợi trong công việc của ông bà. Đồng thời, pháp khí còn chiêu mời quý nhân che chở và giúp đỡ ông bà phát triển trong năm 2021. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Vận trình tài lộc trong 6 tháng cuối năm 2021 của ông bà tuổi Giáp Ngọ thăng trầm bất định, có mặt tốt mà cũng có mặt xấu. Mặt xấu là bởi vì ông bà quá chiều chuộng bản thân, mua sắm tiêu xài theo ý thích, nên tiền bạc có nguy cơ thất thoát khoản không nhỏ. Hóa đơn tăng dần lên, tiền trong túi cũng vơi đi trông thấy. Mặt tốt là nhờ tài trí và sự nhạy bén vốn có, lại thêm sự chăm chỉ và không chịu ngồi yên một chỗ của mình. Ông bà biết tìm thêm nghề tay trái hoặc đầu tư nên cũng gặt hái được những thành quả không nhỏ, bên cạnh nguồn thu từ công việc chính. Ngoài ra, số thu nhập tăng lên đồng nghĩa với các khoản phí tổn cũng tăng không ít, cho nên ông bà cần lên kế hoạch tài chính chi tiết và cụ thể để duy trì nguồn tài lộc bền vững. Để có thể kích hoạt tài lộc và vận may trong thời gian này, thầy Giao Cát khuyên ông bà tuổi Giáp Ngọ hãy mang theo bên mình pháp khí Bát Bảo Tân Kinh. Pháp khí sẽ giúp ông bà tăng cường vận khí, nghênh đón quý nhân tương trợ trong công việc, trong làm ăn và kinh doanh. Thứ ba, về mặt tình cảm và gia đạo. Bước sang năm Tân Sửu, gia đạo của ông bà tuổi Giáp Ngọ nhìn chung an ổn, trong nhà êm ấm, ít xung đột xảy ra. Nhưng ông bà đừng quên nhường nhịn lẫn nhau, có những chuyện sẽ dễ giải quyết hơn khi cả hai bên hạ thấp cái tôi để chung sống bên nhau. Có vậy mới mong dài lâu và hạnh phúc. Có điều cục diện tương hại tác động khiến các mối quan hệ của ông bà rơi vào tình trạng rối ren nếu không kiểm soát tốt cảm xúc của bản thân. Ông bà nên nhớ, vợ chồng hạnh phúc không cần phải giàu sang, cũng chẳng cần phải nhà cao, cửa rộng, chỉ cần vợ bớt một lời, chồng nhường một bước là được. Ngoài ra, ông bà hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng gỗ huyền long, tam hợp quý nhân, Sần, Ngọ, Tuất. Năng lượng của tam hợp khí sẽ giúp ông bà đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó tăng cường vận khí, hóa giải và tăng cường các mối quan hệ xung quanh ông bà, đặc biệt là giúp gia đạo êm ấm. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của ông bà tuổi Giáp Ngọ trong nửa cuối năm 2021 rất dễ tiềm ẩn những tai họa ngầm. Do đó, ông bà cần chú ý đến bản thân nhiều hơn, sinh hoạt khoa học, đừng chủ quan khinh suất, kẻo họa ập xuống đầu. Ngoài ra, ông bà nên tập thể dục thường xuyên, nghỉ ngơi hợp lý và chế độ ăn uống phù hợp với bản thân. Đặc biệt, trong thời điểm này, ông bà cũng nên sử dụng pháp khí Bát Bảo Tâm Kinh. Vòng tay sẽ giúp ông bà tăng cường vận khí, tăng may mắn và chiêu mời quý nhân tương trợ. Khi mang theo pháp khí bên mình, cũng giống như một tấm bùa hộ mệnh bảo vệ ông bà trong năm 2021. Quý vị thân mến, trên đây là vận trình cụ thể của ông bà tuổi Giáp Ngọ trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu. Sau đây, xin mời mọi người hãy cùng tìm hiểu hung cát từng tháng của ông bà qua phần tiếp theo của chương trình. Thứ nhất, tử vi tháng 7 âm lịch. Trong tháng 7 âm lịch, ông bà tuổi Giáp Ngọ vẫn cần phải quan tâm đến tình trạng sức khỏe của mình. Nếu thấy cơ thể có dấu hiệu cảnh báo, ông bà cần phải đi khám ngay, chớ nên chần chừ, do dự, khiến bệnh trở nên nặng. Khi tham gia giao thông, ông bà cũng cần chú ý quan sát. Nếu phải đi một chặng đường dài thì tốt nhất là không nên cầm lái. Ngoài ra trong công việc, có thể ông bà sẽ gặp phải những vấn đề không được như mong muốn, nhưng hãy coi đó là cơ hội để thể hiện bản thân với người làm lãnh đạo. Thứ hai, tử vi tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch, ông bà tuổi Giáp Ngọ phải chịu một vài áp lực trong cuộc sống. Tài chính có dấu hiệu đi xuống, trong khi đó những việc cần chi tiêu lại không ngừng tăng lên. Do đó, ông bà cần tiết chế, tránh mua những món hàng không thực sự cần thiết.
Ngoài ra, đối với ông bà tuổi Sắp Ngọ đang làm đầu tư, cũng tránh đưa ra các quyết định vội vàng trong thời điểm này. Bởi nếu vậy, thì ông bà rất dễ rơi vào cảnh thất thoát tiền bạc. Trước khi có ý định rót vốn vào đâu đó, ông bà cần xác thực độ đáng tin cậy của thông tin, đồng thời nhìn nhận rõ thực lực của mình cũng như hoàn cảnh trước mắt. Thứ ba, tử vi tháng 9 âm lịch. Về tổng thể, vận trình của ông bà tuổi Sắp Ngọ trong tháng 9 âm lịch khá ổn định. Sự nghiệp còn bước tiến nhất định, nhưng cố gắng từ trước đến nay của ông bà đã được công nhận. Thậm chí còn có người có cơ hội được cất nhắc. Tinh thần làm việc hăng hái, tích cực cũng sẽ giúp ông bà đạt được nhiều kết quả bất ngờ trong thời gian này. Chính nhờ những dấu hiệu tích cực trong công việc nên tiền bạc cũng gia tăng. Với ông bà tuổi Sắp Ngọ đang làm công ăn lương thì sẽ có cơ hội được thưởng nóng. Trong khi đó, một số ông bà đang làm đầu tư, kinh doanh thời điểm này sẽ đưa ra được những quyết sách đúng đắn để mở rộng quy mô, xây dựng mối quan hệ với các đối tác. Tử vi tháng 10 âm lịch. Ông bà tuổi Sắp Ngọ không đạt được nhiều thành công trong tháng này, song cũng không vướng phải nhiều rắc rối. Trên cơ bản, ông bà hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình nên trạng thái tinh thần cũng nhẹ nhõm hơn trước đó rất nhiều. Ông bà cần lưu ý tập trung hơn trong công việc, chớ nên để thời cơ trôi qua một cách đáng tiếc chỉ vì mình lơ là, không chú ý. Ngoài ra, tình hình kinh tế không được khả quan bởi vì mức lương hoặc mức lợi nhuận không gia tăng, nhưng ông bà lại có nhiều vấn đề cần phải chi tiêu. Tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch, ông bà tuổi Sắp Ngọ không gặp được nhiều may mắn do phải chịu tác động của cục diện tương xung. Công việc nặng nề khiến ông bà thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, áp lực, thậm chí có ý định từ bỏ. Hãy cố gắng quyết tâm vượt qua giai đoạn này rồi mọi chuyện sẽ quay trở về quỹ đạo vốn có của nó. Tử vi tháng 12 âm lịch. Bước vào tháng cuối cùng của năm 2021, vận trình ông bà tuổi Sắp Ngọ vẫn không được thuận lợi. Ông bà cần chú ý đề phòng những kẻ đột nhiên tiếp cận, ra vẻ thân thiết với mình. Ngoài ra, với tính khí thất thường, nóng nảy, ông bà cũng không thích hợp đầu tư vào thời điểm này, nhất là với những hạng mục lớn và quan trọng. Tốt nhất, ông bà hãy nên thêm thời gian để xem xét các vấn đề, đồng thời tăng cường thêm vốn hiểu biết cho mình. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, xin mời mọi người hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát tìm hiểu vận hạn của ông bà tuổi Sắp Ngọ trong vận trình nửa cuối năm 2021 theo sao hạn và là số tử vi để có thể hiểu rõ hơn. Thứ nhất là sao hạn ông bà tuổi Sắp Ngọ. Trong thời gian nửa cuối năm 2021, ông tuổi Sắp Ngọ may mắn gặp được sao Thái Dương. Thái Dương là phúc tinh, tốt cho nam mạng hơn nữ mạng. Thái Dương như ánh mặt trời, mang lại sự tốt lành, phát triển về công danh, an khang thịnh vượng. Khi gặp sao Thái Dương chiếu mạng thì làm ăn được phát đạt, thăng quan, tiến chức, gặp may mắn trong việc buôn bán. Tuy nhiên, ông lại gặp phải hạn thiên la, chủ về đau ốm không khỏi, hao tốn tiền bạc, bệnh đều do quỷ ma quấy phá mà ảnh hưởng tới sức khỏe, công việc. Cho nên, ông cần chú ý nhiều hơn trong thời gian này. Còn với bà tuổi Sắp Ngọ thì 6 tháng cuối năm lại kém may mắn, gặp phải sao Thổ Tú. Thổ Tú là hung tinh, thường đem lại sự trở ngại, xung khắc, miệng tiếng thị phi. Có lẽ ném đá giấu tay, có kẻ ném đá giấu tay sinh ra thư kiện, xuất hành không thuận, gia đạo bất hòa, chăn nuôi thua lỗ, sức khỏe yếu, xấu nhất vào tháng 4 âm lịch. Không những vậy, bà còn có hạn Diêm Vương, hạn này chủ yếu gây bất lợi về sức khỏe thể chất cũng như tinh thần. Bà cần hết sức lưu ý vấn đề đi lại, tham gia giao thông và đề phòng tai nạn bất ngờ. Thứ hai, luận hung các niên vận 6 tháng cuối năm 2021 theo là số tử vi. Cung mệnh của ông bà thời gian này gồm có các sao Thiên Việt, Nguyệt Đức, Đào Hoa, Thiên Trù, báo hiệu vận quý nhân và Đào Hoa Vượng, có lộc ăn uống. Còn có tử phù gây đau yếu. Cung tam hợp thì gồm có những cát tinh Thiên Khôi, Hồng Loan, Thiên Đức, Thuốc Vượng Đào Hoa và Quý Nhân. Hung tinh Cô Thần, Quả Tú, Kình Dương, Kiếp Sát, Thiên Không, Hồi Khí lại gây bất lợi về tình cảm, đề phòng tai nạn bất ngờ hoặc gia đình có chuyện buồn. Cuối cùng là cung xung chiếu thì có văn tinh tốt cho học hành, thăng tiến và bệnh phù gây bất lợi cho sức khỏe.
Trên đây, quý vị và các bạn đang nghe bài phân tích về tử vi 6 tháng cuối năm 2021 của ông bà tuổi Giáp Ngọ, sinh năm 1954. Phần tử vi này đều được thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về luận tử vi và phong thủy. Để cập nhật được nhiều hơn về thông tin tuổi của mình năm 2021 và những năm tiếp theo về sức khỏe, gia đạo, công danh sự nghiệp, con cái, quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật được những thông tin mới nhất về vận trình của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Kênh Phong Thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.